Vâng, thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16, tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách. Thưa quý vị, hơn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sáng nay cũng đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine AstraZeneca thứ 5 với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC. Kể từ ngày 9 tháng 7 tới nay, đã có hơn 2,7 triệu liều vaccine AstraZeneca về đến Việt Nam thuộc hợp đồng mua này và hiện tổng cộng gần 8,6 triệu liều vaccine này cũng đã được cung ứng cho Việt Nam thông qua hợp đồng đặt mua trước với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Vaccine AstraZeneca hiện chiếm 77% nguồn vaccine phòng COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND TP HCM vừa ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể là đối với công tác điều trị, lãnh đạo TP HCM đề nghị được hỗ trợ hơn 900 bác sĩ trên 4.000 điều dưỡng kỹ thuật viên. Đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm, TP HCM đề nghị được hỗ trợ 2.000 nhân viên có chuyên môn liên quan. Và tính đến nay thì TP HCM cũng đã được Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với hơn 1.900 nhân viên y tế từ 25 bệnh viện trung ương, bộ ngành và cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cũng đã huy động trên 1.600 giảng viên, sinh viên để hỗ trợ thành phố trong công tác truy vết và xét nghiệm. Thưa quý vị, sáng nay thì Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Lữ đoàn 87 binh chủng hóa học, Tiểu đoàn phòng hóa 38 quân khu 7 đã tiến hành phun tiêu độc khử khuẩn toàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số phương tiện được huy động tham gia trong đợt phun khử khuẩn lần này là 20 xe đặc chủng, lắp đặt 35 thiết bị bơm cao áp và gần 200 cán bộ chiến sĩ tham gia. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong đợt phun khử khuẩn này cũng sẽ sử dụng khoảng hơn 6 tấn hóa chất chloramin B pha với tỷ lệ 0,5% để phun khử khuẩn. Việc phun tiêu độc khử khuẩn góp phần tiêu diệt, giảm thiểu việc phát tán của virus trong không khí và bám trên bề mặt, nhất là các khu phong tỏa, khu cách ly trong các bệnh viện, chợ và chung cư đông người. Theo kế hoạch thì mỗi ngày lực lượng quân đội cũng sẽ thực hiện phun khử khuẩn từ 2 đến 4 quận huyện và dự kiến đợt phun khử khuẩn này cũng sẽ diễn ra trên toàn thành phố kéo dài 7 ngày. Nhằm góp phần đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, và sáng nay ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế để hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. Đoàn cán bộ y tế tỉnh Lào Cai đã tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương với 50 cán bộ thuộc các đơn vị y tế của 9 quận, huyện, thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh và một bệnh viện ngoài công lập. Đây đều là những thầy thuốc tình nguyện ưu tú được lựa chọn từ gần 4.000 cán bộ ngành y tế của tỉnh Lào Cai. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2021 cho đến khi tỉnh Bình Dương chủ động kiểm soát được dịch bệnh. Cùng với việc gửi đoàn cán bộ y tế đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương, thì tỉnh Lào Cai và các đơn vị cũng tặng cho đoàn 100 triệu đồng cùng với nhiều vật dụng như là khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn. Sau Bắc Giang, đây là lần thứ hai ngành y tế Lào Cai cử đoàn công tác đi hỗ trợ tỉnh bạn trong phòng chống dịch COVID-19, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, trước những khó khăn của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, vào ngày hôm qua tại cảng Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận gần 300 tấn lương thực thực phẩm từ Nghệ An, một trong những địa phương kết nghĩa với thành phố. 200 số 15 containers này được vận chuyển bằng đường thủy từ cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đến cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 20 tháng 7 vừa qua. Hàng hóa bao gồm các loại thực phẩm, rau củ quả trị giá gần 7 tỷ đồng. Đây là những tình cảm của tình người xứ Nghệ hướng về thành phố mang tên Bác. Biết tin rằng là đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lan rộng ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên trước cái tình thực trạng đó thì bà con nhân dân tỉnh Nghệ An thì với cái truyền thống của mình, truyền thống yêu thương, đùm bọc, thì hơn lúc nào hết thì lúc này là hướng về thành phố Hồ Chí Minh với cái tinh thần là của ít lòng nhiều để chia sẻ và động viên và hỗ trợ cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh là vượt qua đại dịch 19.
Trước đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi người dân hưởng ứng tuần lễ vì thành phố mang tên Bác đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Chỉ sau ít ngày kêu gọi, đã có hơn 351 tấn hàng các loại gửi vào miền Nam thân yêu, trong đó có rất nhiều tấn hàng củ quả lương thực mà bà con đã gom góp ủng hộ. Chúng tôi thay mặt nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rất là cảm ơn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã có những hành động thiết thực để giúp thành phố Hồ Chí Minh động viên để vượt qua những cái cơn khó khăn lúc này. Và chúng tôi xin hứa là những món quà này sẽ mang đến tận tay những người dân khó khăn ở tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dù dịch bệnh tác động nặng nề trước mắt, nhưng với những món quà từ nhân dân Nghệ An nói riêng và khắp cả nước nói chung đã phần nào hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh vững tin vượt qua cơn đại dịch. Thưa quý vị, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo khoảng 17,7 triệu người, tương đương với 90,8% dân số trưởng thành ở Bắc Kinh, đã hoàn thành tiêm chủng tính đến ngày 21 tháng 7. Con số này chiếm khoảng 80,8% trong tổng số 21,9 triệu người của Bắc Kinh. Theo chính quyền Bắc Kinh, việc tiêm chủng đầy đủ cho người trưởng thành ở các thành phố lớn khác của Trung Quốc cũng đạt những bước tiến đáng kể, với tỷ lệ tại Thượng Hải và Vũ Hán lần lượt đạt 80% và 77%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở một số tỉnh thấp hơn tỷ lệ tiêm chủng ở các thành phố lớn. Trung Quốc cho biết nước này đã tiêm 1,49 tỷ liều vaccine COVID-19 tính đến ngày 21 tháng 7, nhưng không tiết lộ dữ liệu toàn quốc về số người đã được tiêm chủng đầy đủ. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 1.842 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất từ đầu dịch và vượt qua con số kỷ lục vào ngày 21 tháng 7. Mặc dù thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang áp dụng giãn cách xã hội ở mức 4, mức cao nhất, thế nhưng khu vực này vẫn phát sinh tới gần 1.000 ca. Trong đó thì thủ đô Seoul ghi nhận 494 ca mắc mới. Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc sẽ kéo dài 2 tuần áp dụng giãn cách xã hội mức 4 tại các khu vực nói trên. Hiện đã có 16,58 triệu người dân Hàn Quốc, tương đương với 32,3% dân số, đã tiêm một mũi vaccine, trong khi số người đã tiêm cả hai mũi đạt 6,72 triệu người, chiếm 13,1% dân số. Philippines cho biết nước này cũng sẽ cấm nhập cảnh đối với những du khách đến từ Malaysia và Thái Lan trong nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan do biến thể virus Delta, biến thể của chủng virus SARS-CoV-2, có khả năng lây truyền cao. Việc hạn chế đi lại cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 và kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Philippines trước đó cũng đã cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 8 quốc gia, bao gồm Indonesia và Ấn Độ. Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Philippines mới ghi nhận 47 ca nhiễm biến thể Delta và đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. Giới chức y tế cảnh báo việc phát hiện các ca nhiễm biến thể mới trong nước là rất đáng lo ngại. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Mỹ dự báo số ca mắc mới đang gia tăng ở Mỹ do biến chủng Delta sẽ tiếp tục tăng nhanh trong mùa hè và mùa thu, đỉnh điểm là vào giữa tháng 10 khi số ca tử vong có thể cao hơn gấp 3 lần so với hiện nay. Dự báo trên là sự tổng hợp của 10 mô hình toán học khác nhau và đưa ra 4 kịch bản dựa trên phân tích dữ liệu tỷ lệ dân số đã được tiêm phòng và tốc độ lây lan của biến thể Delta. Nếu kịch bản xảy ra xấu nhất, Mỹ có thể chứng kiến 240.000 ca mắc mới và 4.000 ca tử vong mỗi ngày, gần bằng với mức thời điểm mùa đông năm ngoái. Đây được coi là một trong những viễn cảnh khá xấu khi người dân Mỹ đang kỳ vọng cuộc sống đang dần trở lại bình thường khi mà hầu hết các bang cũng đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại là người dân Mỹ đã không còn cẩn trọng như trước đây. Một nghiên cứu do Đại học Oxford của Anh thực hiện và công bố ngày 23 tháng 7 cho biết, khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer lâu hơn sẽ giúp nâng cao mức độ kháng thể trong cơ thể hơn là tiêm hai mũi gần nhau. Nghiên cứu này có thể hỗ trợ cho các chiến lược tiêm vaccine chống lại biến thể Delta, vốn giảm tính hiệu quả của mũi vaccine đầu tiên. Nghiên cứu có sự tham gia của 503 nhân viên y tế. Vào hồi tháng 12 năm 2020, Anh đã áp dụng việc trì hoãn hai mũi tiêm vaccine lên tới 12 tuần, mặc dù hãng Pfizer cho rằng không có bằng chứng ủng hộ việc kéo dài khoảng cách hai mũi tiêm hơn là 3 tuần theo khuyến nghị.
Hiện tại thì giới chức y tế Anh khuyến cáo khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine là 8 tuần để giúp nhiều người được tiêm chủng và bảo vệ trước biến thể Delta.